Một câu chuyện thật đáng thương cho một nàng dâu bị bệnh rất nặng nằm một chỗ, được mẹ chồng đã ngoài 60 tuổi chăm sóc, và ngày hôm nay bà đã nói lên những lời mà không ai cầm được nước mắt. Và bà nói những gì thì mời quý khán giả theo dõi đoạn video ạ. Dạ cho nó khỏe bệnh với con đó. Sống như có bao nhiêu rồi. Tôi có hai anh dâu thôi, đến ở tung cưng chứ. Tôi này chú tôi đi chùa ở đâu vậy, tôi chi nè mà giá cho tên nó, hồi nó, tụi nó, cho tôi không có giá phần tôi. Cho con của nó vượt qua cho cái cơn khó khăn này. Má thương, má lo lắng rồi. Cũng thương mẹ lắm rồi. Giờ mắng biết mình thôi. Vượt qua hết cái cơn mẹ mẹ. Cầu mong cho con nó vượt qua cái cơn khó khăn này. Đi chùa nên thật hàng ngày cũng lo cho con không. Cầu mong cho nó khỏe mạnh. Tim mình còn trẻ mà bệnh này nó nằm khó lắm mẹ. Má chị tới luôn khó khăn. Không biết làm sao. Cầu mong cho mà khỏe mạnh này. Mình nấu cũng được nước rồi cơm mình ăn. Má mẹ quá khỏe. Chị làm mừng rồi. Chính như là chị không cầm được nước mắt khi mà chứng kiến cảnh mẹ mình lụm cụm như vậy hả chị ha? Dạ. Mấy người già rồi mình gì cũng tội nghiệp mẹ, giờ già cả mà mình thấy tội quá, mình ráng cố gắng vượt qua. Thật sự mà nói nhá, khi mà con cũng hỏi thăm bà con á, con biết được á tất cả những gì cô có được á đều dành chọn cho con cái mình hết rồi. Riêng bản thân cô không giữ lại cái gì hết. Không giữ cái gì hết ra cho con không. Thật sự rất là thương cô luôn. Cô cho con hỏi thăm này rồi sao cô không chừa, giống như là tuổi già. Để cho con đi nữa, mình là già nó cũng lo cho mình. Cái giờ mình thời giữ mình cũng đâu có làm gì được đâu. Trời ơi trời. Dạ, Độc Lạ ở đây xin mến chào quý khán giả. Dạ thì hôm nay anh em cũng có đến thăm nhà của chị gái bị bệnh nằm một chỗ á, thì thấy một bà lão nè đang chăm sóc người chị gái này á, thì không biết là ai thì mời quý khán giả theo Độc Lạ ở đây vào để hỏi bà lão này là ai ạ. Dạ em chào chị ha. Dạ con chào cô ơi. Dạ. Ủa rồi bữa nay chồng chị đâu rồi? Nó đi bằng đất mướn về nhà. Bằng đất mướn hả cô? Dạ. Tại vì ta kêu nó làm, nó đi làm, nó kiếm tiền nuôi vợ. Rồi cô cho con hỏi thăm này, là cô là như thế nào với chị này? Mẹ chồng. Mẹ chồng hả? Dạ. Chàng ơi, chàng mẹ chồng phải chăm sóc cho con dâu luôn rồi. Tại vì đi tới đi đâu đã nói sao cái mình chăm sóc tiếp chồng đó. Dạ. À, cô ơi, cô cho phép con gắn cái thiết bị âm thanh cái nha. Dạ. Dạ. Cô, cô cho con hỏi thăm nè. Con được biết á, như là cô là mẹ chồng của chị á. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay á, cô giống như là phải đích thân chăm lo cho con dâu mình như vậy á cô. Dạ. Rồi cô cho con hỏi thăm nè, cái cảm giác của cô như thế nào á, khi hay được tin á là con dâu mình giống như là gặp cái chuyện như vậy cô? Thấy vậy cũng buồn lắm chứ, mà biết sao giờ, nhiều số phận mà. Mình bằng nặng mình bằng được, chứ còn mình đâu có giúp được cái bệnh đâu. Con, nó bệnh mình đâu có giúp được cái thầy. Nó bằng nặng mình chạy ra mình tiếp được. Chứ còn bệnh là cô không tiếp được. Cô tiếp không được, nhưng giúp đỡ chút đỉnh ngoài thôi. Dạ. Cô cho con hỏi thăm nè, con được biết anh với chị á cô là gặp cái khó khăn cũng như là không có đủ cái kinh phí á để lo chạy chữa thuốc thang nè cô. Rồi cô đóng vai trò là một người mẹ á, mà mình đành phải nhìn con mình giống như là đang gặp cái khó khăn như vậy đó, mà mình lại không giúp được gì á cô. Lúc đó trong lòng mình cảm thấy ra sao cô? Buồn lắm, nhưng mà mình không biết nghĩ sao giờ.
cầu mong cho ai mà giúp đỡ cho được con mình mừng chút thôi. Thương con mà mình đâu có biết nghĩ làm sao vậy. Dạ. Thế gì chứ mình đâu có ngủ nghe gì được đâu rồi cho con không. Mình đâu bụng mình đâu có nói ra được đâu. Dạ. Cô cho con hỏi thăm nè. Hiện giờ cô có lo sợ điều gì không con? Cũng lo lắm nhưng mà không dám nói cho con nó buồn. Dạ. Là cô đang lo lắng về chuyện gì? Đủ thứ hết trơn, tiền bạc này kia lo không nổi cho con. Mình đâu có giúp được cái gì đâu. Thật sự mà nói khi mà mấy anh em con bước vào nhà nè. Dạ. Mà gặp cái cảnh á, là một người giống như là một người cô đang lớn tuổi như vậy á. Dạ. Mà phải chăm sóc lo lắng cho một người còn trẻ như vậy á. Thật sự là con cũng rất là nghẹn ngào luôn. Dạ. Hỏi ra thì mới biết được cô chính là mẹ chồng của chị. Dạ. Cô cho con hỏi thăm đó cô. Cái lúc mà khó khăn nhất á, mà ảnh giống như là chạy dây mượn khắp nơi á, để cầu cứu cho cô vợ của mình đó cô. Nhưng mà khi mà cô thấy con mình không tiền như vậy đó, rồi lúc đó cô làm sao? Thì cũng lo và biết lo sao, giờ cũng như chị em ta, bà con ta giúp đỡ được, người ta giúp chị đi nói cho nó, mình cũng mừng gì cho nó thôi, chứ mình giờ cũng không biết sao nói nữa. Là cô không còn khả năng luôn hả cô? Không khả năng luôn, không khả năng lo cho con luôn. Trời ơi, hiện tại là cô giống như là cô với chú là... Dạ, cũng như lớn tuổi rồi, giờ đất đai thì để cho con mận chứ, mình đâu có còn mận ở đâu, mình ra đâu có mận gì thu nhập được ra tiền. Dạ, có đất là chia cho con cái là chia nhà cửa. Chia cho con hết nhà cửa hết vậy đó. Trời ơi. Mận tôi với ổng mận là đâu có còn thu nhập gì đất đai đi nữa đâu, để cho con không. Khi mà cô á, là nhìn thấy cảnh con dâu mình á, giống như là phải chịu giống như là khó khăn trong cái lúc mà ốm đau á cô. Ừ. Rồi không tiền như vậy đó. Rồi cô đứng giống như là cô nhìn thấy cái cảnh như vậy đó. Rồi trong lòng cô lúc đó nghĩ về điều gì cô? Rồi nghĩ đủ thứ hết trơn chú ơi, mà không biết sao mình nghĩ không có ra được, tại vì mình không có tiền. Mình nghĩ suy nghĩ chứ còn không có tiền đâu có nghĩ ra được cái gì đâu. Yeah. Cô cũng muốn giúp cho con như lắm, tôi nói thì có khả năng là tôi giúp hết trơn cho con đó. Nhưng mà mình giờ hết khả năng rồi. Trời ơi, có khả năng giống như là đành nhìn thôi chứ bây giờ đành không nhìn còn thôi, cách nào nữa. Không còn cách nào đâu cho con hết trơn. Tôi mà con tôi bị gì, của mình có hai đứa con mình đâu có bỏ đâu được đâu. Tại vì mình không có khả năng. Thương con quá luôn. Như vậy là bữa nay là ảnh đi mặn hả cô? Nó đi mặn. Rồi cũng như mà... ở gần chạy tới chạy lui chăm sóc con như thôi, chứ mình đâu có biết cái gì đâu. Mình đâu có tiền bạc gì đâu mà giúp cho con được. Dạ. Đành cho nó đi làm, nuôi con, nuôi vợ nó. Cô cho con hỏi thăm á, khi mà anh với chị là người lớn thì cũng đỡ đi. Mình cũng giống như là mình cũng nghĩ rằng là anh với chị có thể là giống như là vượt qua được cái khó khăn. Dạ. Nhưng mà còn khi cô đây. Trông vào hai người cháu nội mình đó cô. Tụi còn nghiệp quá hai nhỏ đứa cháu luôn. Quá nhỏ đi. Nhà có gì rồi tụi nghiệp hai đứa nhỏ nữa. Mình nghĩ gì đó. Mình nghĩ hoài, nghĩ không ra sao, cách sao mà giúp con được cho nó qua vượt qua cái cảnh này. Dạ. Khi cô nhìn thấy cảnh hai người cháu nội của mình á, còn quá nhỏ mà phải chịu khó khăn cũng như là thiếu thốn đó cô. Thiếu thốn đủ thứ chứ. Rồi không có bằng bạn bè cũng như là không có quần áo mới để bận nè. Rồi không có đồ ăn đầy đủ như người ta. Rồi lúc mà cô đi qua cô nhìn thấy cảnh như vậy rồi sao cô? Thì nín thin ngậm ngùi vậy thôi chứ về suy nghĩ hoài chứ không biết nói sao giờ. Cô không dám giống như là đứng trước hai đứa cháu mình khóc luôn hả? Không đâu. Thấy con cho cháu nó buồn. Lại dọn dẹp nhà cửa cho nó rồi mình về thôi chứ cũng đâu có dám nói gì cho nó đâu. Tụi nghiệp nó lấy lợi cái là nói đó, dọn dẹp ăn cơm nước đàng hoàng đi con, rồi nó dọn dẹp chứ đừng có để tùm lum. Dạ. Cái gì? Thấy thương nhưng mà cô giấu trong lòng. Giấu chị không có dám nói ra cho con cháu nghe nó buồn. Trời.
hai đứa cháu có khi nào mà giống như là thấy cô buồn quá đó ngồi an ủi cô không cô? Nào nghe, thằng nhỏ nó cũng được lắm. Bà là lại là bà nội ăn cơm chưa, bà nội uống nước chưa, làm nước rồi bà nội uống, nó cũng làm gì lắm, nó năn nỉ, nó nói kêu uống nước nôi rồi nó cũng lo cho bà nội đó. Trời ơi, có hiếu gì đó hả cô? Lại là hỏi bà nội uống nước chưa, chạy đi làm nước rồi. Dạ, là cháu trai nhỏ nha. Thằng nhỏ hả? Cô ơi, khi mà cuộc sống nó quá khó khăn đó cô. Mà mình là đóng vai trò là một người mẹ, nhưng mà đành nhìn con mình phải giống như là chịu cái khó khăn nè. Khi mà nửa đêm về á, là cô có suy nghĩ về điều gì không cô? Thầy nói suy nghĩ, giờ không biết đường nói, suy nghĩ đủ thứ hết. Suy nghĩ cái mức đường cùng luôn nữa, mà sợ con nó buồn, không dám nói, lại ăn ủi nó thôi. Là cái cách cuối cùng mà cô đang suy nghĩ là điều gì cô? Suy nghĩ là con sợ nó vượt qua không được á, buồn cho tội nghiệp hai đứa cháu, mà nó vượt qua được thì mừng cho nó vậy đó. Trời ơi, nói với cho cậu mong niệm Phật hoài cho con nó khỏe. Là hàng đêm, mỗi đêm là con niệm Phật hả? Niệm Phật hoài, chú ơi, đi chùa đây là cầu mong cho dâu con không. Chú đi chùa hàng ngày là tôi đi cầu mong cho dâu tôi nó hết bệnh. Giấy là chỉ giấy cho nó không, chứ tôi không có giấy phần tu nữa. Nhưng mà cô cũng lớn tuổi, sao cô giống như là không giống như cầu mong cho cô mạnh khỏe? Không, giấy cho con dâu nó hết bệnh, mình hơi tổn phước cũng được. Là đi chùa rồi đi đâu cũng việc sắp xứ cũng giấy giấy cho con không? Cô bằng lòng nhường cái sức khỏe lại cho con dâu mình luôn. Dạ, đi chùa đi mấy chùa được rồi cũng vậy, đi giấy cho tên nó không, tụi nó không. Dễ cho nó khỏe mạnh, nó với con nó sống như có bao nhiêu. Tôi có hai anh dâu thôi, đứa nào tôi cũng thương chứ. Thằng ơi, tôi diễn giả. Một người mẹ chồng diễn giả sẵn sàng giống như là nhường tất cả những gì mà mình có được á, để nhường lại cho cô con dâu của mình muốn đi vậy. Tôi này chú tôi đi chùa ở đâu cũng vậy, tôi chỉ nên mà giá cho tên nó, hồi nó, tụi nó, chứ tôi không có giá thần tôi thôi. Cho con tôi nó vượt qua cho cái cơn khó khăn này. Chị ơi, đừng không biết nói cho con nó biết. Chị cho em hỏi thăm nè, bây giờ sức khỏe chị như thế nào rồi? Dạ, giờ cũng ổn ổn rồi. Nhưng sao em nhìn chị giống như có vẻ giống như là mệt nhiều vậy chị? Nó bị tim, nó suy tim, nó mệt về chú ơi. Chị cho em hỏi thăm là khi mà chị nghe được mẹ chồng mình á trò chuyện cũng như là nói như vậy đó, rồi chị nghĩ như thế nào về người mẹ chồng của mình chị? Má thương, má lo lắng gì, cũng thương mẹ lắm. Giờ mắm biết mình có vượt qua hết cái cơn nạn này không nữa. Chị sợ rằng mình vượt không qua nổi hả chị? Dạ. Cầu mong cho con nó vượt qua cái cơn khó khăn này. Nhưng mà mẹ chồng cũng như là trông chờ mình nó cố gắng vượt qua được cái khó khăn á. Rồi chị gắng lên. Dạ, em cố gắng để vượt qua. Dạ. Đi chùa em thật hàng ngày cũng lo cho con không. Cầu mong cho nó khỏe mạnh. Không biết vì sao mà lại giống như là gặp phải cái câu chuyện như vậy, thật sự mà nói rất là buồn luôn Thú Yến nha. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm nè, em thấy là cô này cũng lớn tuổi á, mà phải lo lắng cho chị cũng như là chăm sóc cho chị, thay thế người chồng của chị mỗi lúc mà anh đi làm cũng như là kiếm tiền cứu thang á. Rồi chị thấy cái cảnh á, mẹ mình cũng đã lớn tuổi như vậy nè, mà còn phải lụm cụm đi làm cái này nấu nước hoặc là chăm sóc cho mình á. Rồi lúc đó trong lòng chị cảm thấy như thế nào chị? Buồn rồi, tim mình còn trẻ mà bệnh này nó nằm khổ cho mẹ. Má chị tới luôn khó khăn. Không biết làm sao, cầu mong mình cho mẹ khỏe mạnh rồi mình nấu được nước rồi cơm mình ăn, có mẹ có khỏe. Chị là mừng rồi.
hình như là chị không cầm được nước mắt khi mà chứng kiến cảnh mẹ mình lụm cụm như vậy hết chị ha. Dạ, thấy người già rồi mình gì cũng tội nghiệp mẹ, giờ già cả mà ngon thấy tội quá, mình dáng cố gắng vượt vượt qua. Dạ. Thật sự mà nói á, khi mà con cũng hỏi thăm bà con á, con biết được á, tất cả những gì cô có được á, đều dành trọn cho con cái mình hết rồi. Riêng bản thân cô không giữ là cái gì hết. Không giữ cái gì hết, là cho con không. Thật sự rất là thương cô luôn. Cô cho con hỏi thăm này, rồi sao cô không chừa giống như là tuổi già. Để cho con đi nữa, mình là già nó cũng lo cho mình, chứ giờ mình thời giữ mình cũng đâu có làm gì được đó. Trời ơi trời. Dạ chị ơi, dạ. À, chị cho em hỏi thăm nè. Bữa trước á, thì em cũng chưa có giống như là thăm hai cháu á. Dạ. À, bữa nay rồi sao em không thấy hai cháu đâu chị? Dạ hai đứa, một đứa thì hai ba nó đi làm, còn thằng ở nhà cơm nước với tiếp bà nội với nó đưa nước cho em uống. Là đi theo cha đi làm chị? Dạ làm theo ba nó làm nước á, đi theo làm tiếp luôn. Rồi thằng lớn thì ở nhà tiếp bà nội rồi chạy tới chuyện đôi nước lo cho em uống. Ừ, bây giờ cháu đâu rồi chị? Dạ cháu ở trong nhà sao. Ừ, để em chạy ra sau em kiếm cháu. Dạ. À, chú xin chào con nha. Dạ con chào chú. Ừ, con chào chú hỏi thăm nè, là con tên gì? Dạ con tên Tô Hoàng Thanh Sang. Con tên Sang hả? Dạ. Là năm nay là con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 15. 15 tuổi dạ. Ha. À, con chào chú hỏi thăm nè, con cảm thấy như thế nào á khi mà phải đứng nhìn á mẹ mình giống như là ốm đau á mỗi ngày mà không tiền chạy chữa con? Dạ thưa chú à, con thấy rất buồn. Con buồn hả? Dạ. Con buồn vì chuyện gì, con kể cho chú với quý vị khán giả được biết với con. Dạ con buồn vì cha mẹ con không có tiền để mua thuốc. Con buồn vì cha mẹ con không có tiền để mua thuốc hả? Dạ. À, con cho chú hỏi thăm nè, khi mẹ ốm đau như vậy đó thì nhiều lần á là mẹ cũng giống như là ngất đi á, rồi sau đó cũng khoảng một tiếng hoặc là nửa tiếng mẹ mới tỉnh lại đó con. Dạ. Rồi mỗi lúc như vậy á, rồi con sợ không? Dạ có. Con sợ điều gì kể chú nghe với. Con sợ mẹ nó mất. Sợ mẹ mất hả con? Dạ. Ừ, Sang này. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè, khi mà con đi qua lại đó mà thấy mẹ mình giống như là nằm ốm đau như vậy đó con, rồi lúc đó là con làm gì để chăm sóc cũng như là lo lắng giúp cho mẹ con? Dạ thưa chú à, con lấy nước đau tay đau chân đau mặt cho mẹ con. Ừ. Với lại là con lấy nước cho mẹ con uống. Ừ. Nhưng mà khi mà con đã làm như vậy rồi á, dạ, mà giống như là mẹ vẫn còn khó khăn cũng như là giống như là mẹ nhăn mặt rồi đó con. Dạ. Rồi lúc con thấy cái cảnh đó là con làm sao? Dạ thưa chú là con sẽ nói mẹ con là mẹ cố gắng lên, mẹ đừng có bỏ con. Con sợ mẹ bỏ con hả? Dạ sợ. Dạ, con kêu mẹ cố gắng lên đừng bỏ con. Ừ, nếu như mà mẹ bỏ con rồi sao? Con làm sao đây? Mẹ con buồn. Con buồn như thế nào con kể chú nghe đi. Con không biết là sao. Chị ơi. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè, mỗi lúc mà chị giống như là ngất đi đó, cái thời gian ngất đi đó, em nghe anh với cô kể đó, là có khi chị ngất đi cả tiếng đồng hồ như vậy á. Dạ. Rồi trong cái lúc đó là chị có biết gì không? Nghe dân giảng không biết hết trơn nè, mà như mình thấy nó không có cái tay trên bụng ấy rồi nó không có được như bình thường, nghe đầu óc thì nghe hết, nghe hết luôn. Dạ. Là ai ngồi kế bên chị, ai khóc rồi là chị nghe hết luôn. Dạ chồng người ăn cơ cứu lên rồi ngồi đó thì kêu và dân giảng luôn, còn ngất đi rồi mình cũng biết chứ ai là không biết. Ừ. Rồi tay chân mình như mình cố gắng mình vượt qua vậy nè, không có ấy, dáng cố gắng. Giống như là chị lúc đó là trong đầu chị là lúc đó là chị nghe được. Dạ. Chị nghe những người ta khóc giống như là kêu chị đồ này nọ thì chị nghe. Dạ. Nhưng mà chị muốn điều khiển cái tay dở lên để cho người ta biết là dạ, chị còn tỉnh. Dạ. Mà dạ, điều khiển như dở lên không được. Lạ kỳ vậy ta. Dạ. Rồi
cái thời gian đó là nó kéo dài khoảng nửa tiếng tới một tiếng như vậy đó. Rồi không lẽ là chị chỉ nghe như vậy thôi, chị có thấy cái điều gì khác không? Nhất là cố gắng nữa không có vượt qua được, cứ nghe văn giảng rồi mình cố gắng mà mở mắt cũng không được luôn hả chị? Mở mắt không được, không lên. Mà hồi ở nữa mình biết nó đầu óc nó nhớ biết chân, biết hết chân luôn. Dạ, mà cứ tay chân đỡ không mở, con mắt thì nhắm mà mở không ra. Mà lúc đó là chị còn nhớ tới con cái rồi cha mẹ cũng như là chồng mình thôi. Dạ, nhớ cha mẹ là với chồng con cái ráng vượt qua. Vậy hồi nó lại đỡ đỡ từ từ lại. Ví dụ như lúc đó là chị nhắm mắt nè, rồi chị thấy là tới khui như vậy đó. Rồi cái lúc đó là chị biết là chị giống như là biết là chồng mình đang nói gì, cũng như là mẹ khóc hoặc là con khóc rồi chị biết. Dạ. Rồi nhưng mà lúc đó là chị thấy xung quanh là sáng không hay là tới khui luôn? Sáng hả? Ừ. Cái cảnh nó như thế nào chị? Cảnh như sáng là nó mập mờ thôi. À. Nó không có như mình thấy rõ hết, mập mờ chập chàng vậy đó. Mình rồi mình cũng suy nghĩ cố gắng làm gì mẹ, thì chồng con cố gắng. Dạ, cố gắng được vượt qua cái đó. Dạ. Là lúc giờ là chị ngất đi như vậy rồi tỉnh lại như vậy là mấy lần rồi chị? Dạ cũng 3-4 lần rồi. 3-4 lần là cái cảm giác nó đều như vậy hết chưa? Dạ. Ồ, như vậy là ngất đi. Dạ. Mà tâm trí mình vẫn còn biết ha. Dạ. Vẫn nghe mọi người đụng tới chị biết không? Dạ cũng biết. Giống như người ta lay chị á, em mới tỉnh dậy rồi đó. Biết chút đỉnh chứ mình không có mạnh như rồi. Còn tỉnh cũng biết. Ờ. Biết cũng biết. Ít đỉnh thôi. Biết ít đỉnh thôi ha. Dạ. Chứ không có biết hết tất cả trong vòng một tiếng đồng hồ đó là chị chỉ nhớ được khoảng chừng 15-20 phút vậy thôi. Dạ. Chứ còn 40 phút lại là chị không biết gì hết. Dạ. Cái cảm giác nó cũng lạ hay chị ha. Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi hôm nay rồi có thuốc tan gì chưa? Dạ có, thuốc uống bữa nay cũng đỡ thôi. Uống bữa nay cũng đỡ nha. Dạ. Ừ. Rồi thú vị dạ. Đó là một cái cảm giác của người giống như là người chị nè. Cái lúc mà ngất đi với Uyên dạ. Bà ơi, bà cho con hỏi thăm nè. Anh đi làm á bà, là gần đây không bà? Gần chứ. Để đâu có làm xa được, tại vì nó vợ bệnh rồi đâu có đi xa được, xa về đâu có kịp. Ra đi gần vậy đó, ta mướn gần mà. Ừ. Bà cho con hỏi thăm nè, trong ngày hôm nay thì cũng giống như là đủ nhân viên gặp được bà đó. Dạ. Bà cho con hỏi thăm nè, nếu như mà có một lời gửi tới quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý khán giả gần xa trong và ngoài nước nè, dạ. Bà có điều gì muốn gửi tới không? Có gửi rồi Mạnh Thường Quân đó, có giúp đỡ được con tôi nó mừng, là tôi cảm ơn rất nhiều. Đó là tôi không biết cái gì cảm ơn. Trời ơi. Dạ. Là bà nhờ quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng như là quý vị khán giả. Quý vị khán giả giúp đỡ cho con bà ha. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ như vậy nè, con có một cái lời khuyên như vậy ha. Dạ. Bà thì cũng lớn tuổi rồi á. Dạ. Bây giờ thì bà chú trọng vô cái sức khỏe đi ha. Chứ đừng có gầu lo giống như là buồn quá bà. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến ha bà ha. Bà đừng có buồn quá, để sức khỏe nó không còn được giống như là mạnh á, bà cố gắng lên ha. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho nó. Dạ. Chứ rất cảm ơn nhiều. Để mấy anh em con cố gắng. Dạ. Cố gắng giúp cho anh với chị á. Dạ. Bà bớt buồn ha. Dạ. Dạ. Cố gắng lên, vui lên ha bà ha. Dạ. Dạ, tại vì con thấy bà lớn tuổi á, nhìn bà thấy thương quá à. Nhìn tới đâu là cũng cầu nguyện với con. Dạ. Sang ơi. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè, như vậy là cái chỗ cha con đang làm á, con có biết không? Dạ, không biết. Thôi bây giờ như vậy đi, con chịu khó, con đạp chiếc xe nè, con chạy lại đẳng, con kêu cha con về. Dạ. Chú Ngôn có chút việc á, dạ, trò chuyện với cha ha. Dạ. Bà cố gắng lên nha. Dạ. Cố gắng lên vượt qua cái khó khăn nghe bà ha. Ừ. Tại vì nói chung á, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, bà có ngăn cản cũng không được đâu. Dạ.
Mình không có ngăn được, nhưng mà mình cầu trời cũng thật cho con mình nó khỏe thôi. Chứ cái nghề này đâu có ngăn cản được đâu. Thường thường bà đi vô chùa bà cầu nguyện gì bà kể cho con nghe. Thì cầu nguyện cái cho tên họ tụi nó gì đó cho nó pha tay qua nạn khỏi. Cho nó sống với con nó. Chứ bà không cầu bình an cho bà. Không, cầu cho con không, không có cầu cho tôi đâu. Trời ơi trời. Năm nay là bà bao nhiêu rồi? 62 tuổi. 62 rồi? Dạ. Trời ơi, 62 tuổi rồi mà còn phải lo cho con dâu mình nữa. Thì mình tuổi già thì nó cũng lo cho mình. Yeah. Mà bây giờ mình còn mặn được mà con mới lớn mà mặn không được thấy tuổi lắm. Khi mà con nhìn thấy bà rơi nước mắt vì con dâu cũng như là con mình á, với cháu mình á. Thật sự mà nói rất là thương cho bà luôn. Đã lớn tuổi rồi quý vị nha. Cả một cuộc đời rồi, dành tất cả các giống như là sự mà có được á, cho con, cho cháu mình cả một đời rồi. Nhưng mà khi mà về tuổi xế chiều á, còn phải lo lắng chăm sóc lại một lần nữa, lo lắng chăm sóc cho gia đình là con mình. Hàng ơi, có khi nào bà thấy giống như là mỏi mệt quá không bà? Mỏi mệt, nhưng mà có cái là con thương con là không có mỏi mệt. Bằng cỡ nào cũng thương con, không phải. Không bỏ con được. Tối ngày cứ nghĩ đường cùng, rồi suy nghĩ rồi niệm Phật hoài. Sợ rồi con dâu mình nó đi ha. Sợ con dâu nó bỏ con nó thôi. Không có đường nào mà lấy chừng, bây khi có suy nghĩ có nhiêu mà buồn. Đi bằng thì thôi, mà về tới nhà ngồi đi bằng chắc cũng nhận niệm Phật, ngồi niệm Phật cho con. Con tin rằng á, ông trời á, cũng như là chư Phật mười phương á, chắc cũng giống như là không có phụ lòng bà đâu. Cố gắng lên thêm mà ha. Con cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Mấy anh em con, bà yên tâm đi, mấy anh em con sẽ cố gắng hết sức á, tìm cách để mà giới thiệu cái hoàn cảnh của anh với chị là con bà nè, đến với nhiều quý mạnh thường quân. Bà cố gắng lên ha. Con cảm ơn mấy chú nhiều lắm với mạnh thường quân. Giữ gìn sức khỏe đi. Tôi giờ đời tôi không lo nữa, mà tôi lo cho con tôi không à. Cố gắng lên bà ơi. Anh cho hỏi thăm nè. Rồi đi làm như vậy rồi đi về rồi có sao không? Dạ không, mình làm cũng gần đây à. Mình về là người ta cho ha. Làm buổi đứng hay sao? Mình làm theo mà buổi thôi, bởi vì có nói người ta là như ngày mình vợ bị thay dịch lọc thận đó. Có tới giờ phải về, xin về thì ta cũng thông cảm, ta cho về thay rồi lại làm tiếp. Anh cho hỏi thăm nè. Hồi nãy em nghe chị kể giống như là về cái câu chuyện mà cái lúc mà chị ngất đi mà từ nửa tiếng tới 1 tiếng nè. Anh cho em hỏi thăm nè, là chị nói là chị ngất 3 lần như vậy á. Là cái lúc đó sao rồi anh kể cho em với quý vị ngất đi á. Mệt, lên cơn mệt. Như là Đang nằm bình thường vậy, cái chị lên chị mệt. Lên mệt, cơn mệt rồi cái ngất đi. Thì lúc ngất á thì cũng có kêu cho vợ tỉnh lại nhưng không tỉnh. Rồi tới đó cũng lúc đó thì cũng không biết sao rồi tự nhiên giống như là nói là chỉ nói là chỉ mệt mệt quá. Cái hơi chừng khoảng bao lâu là chỉ ngất đi? 5 phút vậy đó. Có 5 phút à? Là bắt đầu là chỉ ngất đi luôn. Rồi cái lúc đó như vậy đó, rồi anh kêu chỉ hoặc là anh like chỉ là lúc đó là chỉ có nhúc nhích không? Vậy không, cũng lúc đó cũng như người ấy luôn, người mất luôn, chị hoạt như người mất luôn rồi, chị hoạt không có nhích gì chân á, còn thì giống như còn ấm không à? Còn ấm, mình không còn thở mà bình thường nhưng mà ngất đi. Cái nhịp thở thì vẫn còn, nhưng mà ấm thì cũng vẫn còn, nhưng mà liệu hoạt luôn rồi, là mình lay làm sao là lay đó. Cái thời gian đó khi mà anh thấy như vậy rồi anh làm sao?
thì mình cũng kêu rồi mình cũng tạo điều kiện đi đầu chở đi bệnh viện cấp cứu liền, chở đi luôn. Dạ chở đi luôn. Bây là giờ như vậy rồi giữa đường ở trong ruộng như vậy rồi, rồi anh chở sao? Thì cũng xe thì cũng đây cũng gần chợ đó, điện thì xe anh ta chạy vô liền. Xe cấp cứu hả? Dạ. Là điện xe cấp cứu vô luôn. Dạ. Rồi từ cái lúc mà chỉ xỉu như vậy nè, chỉ ngất đi á, dạ, tới cái lúc xe vô là chỉ có tỉnh giữa chừng không? Cũng có, nhưng mà không có có ý thức, cũng như cũng có nhích nhích vậy đó. À, mình thấy chắc cũng à, chỉ là giống như là chỉ nhúc nhích cái tay chân vậy thôi. Dạ. Nhưng mà mở mắt thì mở không được. Dạ. Mà nhúc nhích mạnh không anh? Cũng que tay chân vậy đó. À, là cái thời gian mà từ cái lúc ngắt đi tới xe vô là anh độ là khoảng bao lâu? Khoảng gần nửa tiếng. Nửa tiếng là chưa tỉnh gì luôn đó. Dạ. Rồi lên xe đi dọc đường tỉnh không anh? Lên xe thì lên xe cấp cứu người ta có bình oxy thở máy đó. Ừ. Ta cho thở thì cũng có tỉnh. Là cỡ bao lâu mới tỉnh anh? Khoảng chừng 45 phút. Là 45 phút. Dạ. Thưa quý khán giả, à, một câu chuyện rất là khó để mà có lời giải thích với quý vị. Có nghĩa là chị này á, chỉ mệt do giống như là ốm đau quý vị, thì ngất đi là 45 phút, cỡ trên 45 phút. Nhưng mà qua cái lời kể của chị thì giống như là chị biết hết luôn. Yeah. Anh kêu sao, anh khóc sao rồi chị biết hết luôn. Ừ. Cũng lạ anh ha. Yeah. Có nghĩa là trên đường đi xe như vậy là giữa chừng là chị tỉnh lại, mở mắt ra luôn không anh? Cũng mở hơi hơi chớp chớp vậy thôi chứ không có mở mắt hoàn toàn. Mà biết anh chưa? Không. Không biết luôn. Yeah. Tỉnh lại mở mắt hơi hơi mà cũng vẫn chưa biết anh luôn. Yeah. Ừ. Rồi như vậy rồi lúc đó anh sao? Cảm giác anh lúc đó sao? Thì lúc đó thì cũng bờ bệnh rồi thì mình phải gắng mình tỉnh, mình cũng như gắng kèm lại đặng mình phải tạo điều kiện cho chở vợ đi cấp cứu, thì mình giờ mình ra được bác sĩ thì cũng nhờ bác sĩ ta tận tình ta tiếp ta giúp đỡ ta chữa trị á. Chứ giờ mà sợ lắm rồi, là mình sợ, mình phải cố gắng lên, mình phải dựng lên để mình, nếu mà mình yếu đuối mình ngã quỵ nữa mình không có ai lo được cho vợ. Ừ, anh cho em hỏi thăm nè, dọc đường nó chỉ nói là anh nói này nói kia với chị á. Yeah. Anh có thể cho em biết được là anh nói gì với chị không? Có, nói nói vợ thì cố gắng lên, cố gắng vượt qua cơn nguy kịch đang mà sống với chồng với con, nuôi con với anh, nuôi con nuôi cái cho lớn, con cho nó ăn học tới nay tới chốn á. Cũng có động viên ra cố gắng kêu gọi cho vợ tỉnh thì đang cho nó qua cơn nguy kịch, tiếp tục mình chở đi tới bệnh viện mình cấp cứu. Ừ. Nhưng mà vô tới bệnh viện là trên đường đi là hoàn toàn là không có biết anh ha. Dạ. Yeah. Ừ. Vô bệnh viện là khoảng bao lâu là chỉ mới tỉnh lại anh? Vô đó cũng cỡ tầm 2 phút vô bác sĩ cấp cứu rồi mới tỉnh được. 20 phút ha. Yeah. Là phải có bác sĩ can thiệp. Yeah, mới bác sĩ can thiệp. Cũng giống như là thấy cũng sợ anh ha. Yeah. Mà 3 lần như vậy ha. Yeah. Không, nhiều lần. 3 lần. 3 lần là anh điện xe lại là như vậy là 3 lần. Yeah. Chàng ơi chàng. Anh cho em hỏi thăm nè, rồi từ ngày em ghé thăm như vậy đó. Yeah. Rồi cuộc sống cũng như là có tiền chạy chữa cho vợ chưa? Dạ cũng có nhiều mạnh quân giúp đỡ nhưng mà vòng vòng đây không à. Như có cũng có gửi được người mới đang đi thấy khám, đi thấy khám như lấy thuốc. Ừ, cũng đỡ đi. Dạ cũng đỡ, thằng nào xe cộ đi xe mình đi không có đi tự, không có đi xe nhỏ được, phải còn đi xe bao mướn đi không. Ừ, lên xe giống như là lớn đặng chỉ nằm. Dạ, được xe. Nằm được chứ lúc mình về là thuốc nó nhiều lắm, phải về thấy có xe lớn chở mới được chứ còn xe nhỏ đâu có chở hết. Dạ. Nhưng mà nói chung là cũng gửi lời cảm ơn bà con chân thành. Dạ. Vì đã đồng hành cùng anh em á, hỗ trợ giúp đỡ cho anh đỡ một phần nào. Chứ thật sự mà nói khi mà
em nghe được bà con kể về hoàn cảnh của anh với chị á, thật sự mà nói em hình dung được cái sự khó khăn của anh nó không biết như nào luôn. Lúc nào lo vợ con thuốc thang, rồi còn lo cơm nước nhà, rồi còn lo thêm hai đứa con đi học nữa. Rồi nhập học này anh tính làm sao đây? Thì cũng gắng tạo điều kiện cho con đi học chứ, để nó không có thể chốt mình sau này thân nó cực, thân của nó tội nghiệp. Chàng ơi, nhập học hình như một em như vậy là mấy triệu á. Rồi làm sao anh lo nổi? Thì cũng gái nhờ Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ tới đợt nhập học cho con, cũng có số tiền đóng tiền trường, tiền sách vở, tiền đồ á, cho con đi nhập học. Chứ nếu mà theo như mình lo thì lo không nổi hết, vì vợ bệnh vậy nữa, con đi học thì vừa nhà cửa quá nó thì thực sự một mình làm không nổi. Thực sự thưa quý vị khán giả, chỉ có một mình anh thôi là trụ cột chính của gia đình, quý vị khán giả. Nội tiền thuốc thang của vợ thôi quý vị khán giả, là cái tiền mà để mà thay những cái bịch giống như là chạy thẳng đó quý vị khán giả, là mỗi một ngày như vậy là nó đã lên tới là 300.000 rồi. Chưa tính tới cái tiền thuốc tiên chị uống hàng ngày nữa. Rồi mỗi một tháng như vậy là phải đi tái khám lại một lần, và mỗi một lần di chuyển như vậy là từ vài triệu quý nhá. Nó rất là khó luôn. Rồi còn tính tới cái chuyện mà ăn uống nữa, rất là tốn tiền. Thưa anh, thì nói chung là cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con, quý bà con cũng như là quý Mạnh Thường Quân xung quanh, khi mà coi xem được cái video về cái sự khó khăn của hai vợ chồng cũng như là gia đình, thì đã phát tâm hỗ trợ giúp đỡ cho anh với chị có được một khoản kinh phí để giống như là tiến hành đi tái khám. Thì một lần nữa cho Ngôn thay mặt bậc gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bà con đã phát tâm hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình. Thì ngày hôm nay anh, em ghé thăm anh với chị nè, thì cũng có một phần duyên của quý Mạnh Thường Quân là chị Phạm Ngọc Quyên. Chị Phạm Ngọc Quyên gửi cho gia đình mình là 1 triệu. Hy vọng rằng có thể là hỗ trợ giúp đỡ gia đình một phần nào. Anh có lời gì muốn gửi tới chị Phạm Ngọc Quyên không? Dạ, anh xin cảm ơn chị Phạm Ngọc Quyên đã giúp đỡ cho em số tiền này, có tiền đi đi chở vợ đi tái khám. Cũng cảm ơn chị với Mạnh Quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành ủng hộ cho gia đình em vượt qua cái khó khăn này. Cố gắng lên anh ha. Dạ. Dạ, một lần nữa thì cho Ngôn cũng như là mấy anh em của Ngôn xin phép được thay mặt gia đình chân thành gửi lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng như là bà con xung quanh rất là nhiều ạ. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân ở một video kế tiếp. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ạ.